Dạ, trở về với hơi thở. Một Phật, mời quý vị rải tâm từ nha, rải tâm từ. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự an vui, tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Yani tha pu ta ni sa ma ga ta ni bom ma ni wa cha ni wa an ta li khe sa pe wa pu ta su ma na ba wan tu a tho vi sa ka cha su nan tu pa si tăng ta sma hi pu ta ni sa me tha sa pe me tăng ka ro tha ma nu si ya ba ya ya di wa tô cha ran ti che pa lên ta sma hi na ra kha tha pa mata yang kin chi vi tăng ni tha wa hu răng wa sa ke su wa yang ra ta năng ba ni tăng na no sa năng a thi ta tha ga te na i đam bi bu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa thi ho tu ca văn quỳ ra găng a ma tăng và ni tăng già đa già ga sa ca gia mu ni sa ma hi tô na te na đam mê na sa ma thì kiên chỉ y đam bị đam mê ra ta năng và ni tăng e te na sát che na su quát thì hô tu văn vụt đa xét thô pa ri quanh na di su chinh sa ma thì ma năn ta ri canh nhà ma hu sa ma thì na te na sa mô na quy cha ti Y đâm bị đâm mê ra ta năng bà ni tăng e te na sát che na su vát thì hô tu ye bút gà la a tha sát thăng và sát tha chát ta ri e ta ni du ga ni hôn thì te đa kỳ ni gia su ga ta sa sa hoa kha e te su din na ni maha pha la ni Y đâm bị sang e ra ta năng bà ni tăng e te na sát che na su vát thì hô tu Yesu Pajuta Manasa Dale Nanika Mino Go Tamasa Sanam Hite Pati Pata Amatang Vigaya Latha Ta Niputin Bun Chamana Idam Visange Ratanang Mani Tang Ete Nasak Che Nasuvat Tiho Tu Yathin Dakilo Vathawin Sito Siya Chathu Vigwa Thay Vigasam Vakam Vigyo ta thu pa mang sa puri sang wa da mi yo ariya sắc cha ni a we cha pa sa ti i đâm vi sang ge ra ta năng ba ni tăng e te na sắc che na su wa ti ho tu ye ariya sắc cha ni wi wa wa yan ti gam vi ra pan ye na su de si ta ni kin cha vi te hon ti put sa pa ma ta na te pa wang
Qua bi ya đa ti kin chi cha thu và ta ye hi cha vip và mô tô cha cha vi tha na ne a vô ca tu ni đâm vi sang ge ra ta năng ba ni tăng e te na sát che na su wa ti ho tu kin cha vi so cam măng ca ro ti pa và căng ca ye na wa cha u đa che ta sa wa appa po so ta sa pa di cha da ya a ba da tha di tha ba da sa vu tha ý đâm bị sang ghe ra ta năng bà ni tăng nghe tê na sát chê na su vát thị hô tu qua na pa gom bê ya tha bu si ta ye gim ha na ma se bà tha ma s min gim he ta thu bà măng đâm bà quá răng a đê sa dị ni pa na ga min bà ra măng hi ta ya ý đâm bị bu thê ra ta năng bà ni tăng nghe tê na sát chê na su vát thị hô tu Waro waranyo warado waraharo anuttaro dhamma warang ade saji idam vibhute ratanang bani tang ete na sakye na suvati hotu kinang buranang na vanna thi sambhavang virata citta yati ke bhavasminte kina bija viru hi chanda nibanti thaira yathayam badibo idam bi sang ghe ra ta năng ba ni tăng nghe te na sắc che na su vát thi ô tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pho ma ni wa cha ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nut sa pu di tăng bút tăng na ma sa ma su vát thi ô tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pho ma ni wa cha ni wa an ta li khe Tathagatang deva manutsapu jitang dhammang namasa masuvatthi hotu Yani thaputa ni samagata ni pamma ni vacha ni vantalikhe Tathagatang deva manutsapu jitang sangang namasa masuvatthi hotu Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành các pháp hữu vi thật không bền vững nó có tánh sanh diệt là thường vì nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh nên thường hay có sự khổ não chỉ có niết bàn pháp tịch diệt dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Dạ, mô Phật kính chào đạo tràng. Sư thấy Nguyên Như đến với lớp học. Bây giờ mời quý vị cầm mic. Quý vị có muốn ôn bài ví dụ pháp thì mời quý vị nha, mời quý vị giơ tay ạ. Mời cô Kim Nhung được không ạ? Mời cô Kim Nhung lát cái thầy kinh tới 9:30 ạ. Suy nghĩ mời cô Kim Nhung đọc kinh nha, đọc kinh vi diệu pháp hay là ôn bài gì đó ha. Rồi lát thầy kinh đến thì mời Nguyên Như thỉnh thầy ha. Rồi mô Phật. Dạ, con kính chào, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào ông Năm bà Năm. Con kính chào các anh chị em ở trong đạo tràng. Con post cái bài mà kinh vi diệu pháp đây, nó không biết là
ở trong room mình có nhìn thấy không ạ? Con có post lên rồi. Dạ, Nguyên Như cho biết là đã thấy, là cảm ơn Nguyên Như. Vậy con xin đọc ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đạo đài, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tình hảo, tâm dục giới vô tình hảo. Tâm dục giới vô tình hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ. Tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xá hợp hoài nghi. Tâm si thọ xá hợp phong dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân. Tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám. Tâm nhãn thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba. Tâm khan ngũ môn thọ xá. Tâm khan y môn thọ xá. Tâm ưng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Rồi, dạ, mô Phật, sa thú cô Kim Nhung. Giờ mời vị kế tiếp, nhanh nhanh ngang giơ tay lên, thầy kinh đến giờ.
Nam mô Bức Thầy Giá, dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính chào ông Năm bà Năm, dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con xin được đọc bài ạ. Tất cả là pháp, pháp đường chia làm hai, pháp tùng đế, pháp trường đế, pháp trường đế được chia làm hai, trường đế vô vi, trường đế hữu vi. Trường đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp, danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế, tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đạo đại, tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tham được chia làm tam, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phong vật, tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân, tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bân thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bân thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thân thọ xả quả bân thiện vô nhân, tâm nhị thân thọ xả quả bân thiện vô nhân, tâm tỷ thân thọ xả quả bân thiện vô nhân, tâm thiện thân thọ xả quả bân thiện vô nhân, tâm thân thân thọ khổ quả bân thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bân thiện vô nhân, tâm quan sang thọ xả quả bân thiện vô nhân, tâm quả thiện vốn được chia làm tam, tâm nhãn thân thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thân thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thân thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiện thân thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thân thọ làm quả thiện vô nhân, tâm tím thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sang thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sang thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tán vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng y môn thọ xả, tâm ưng cung vì tiêu thọ hỷ. Nam mô Bức Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ bây giờ còn 3 phút nữa, đạo tràng có ai muốn đọc nữa thì giơ tay lên trước khi mình học thầy kinh nha quý vị. Châu Nguyễn có muốn lên chi pháp một lần không em? Hôm bữa giờ em vô mà chưa có thấy em lên nè. Nếu được thì Châu Nguyễn giơ tay nha. Hello Nguyên Trang ơi, còn 3 phút nữa Nguyên Trang có muốn cầm mic đọc một lần ôm lại không Nguyên Trang, xong rồi cái mình vô học bài ha. Nam mô Bức Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân pháp, ân đức tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng.
Dạ sau đây con xin đọc phần chia pháp ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đao đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm vô nhân. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tam, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ u hợp phân vô trợ. Tâm si thọ u hợp phân hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ xá hợp hoài nghi. Tâm sân thọ xá hợp phong Phật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát phổ, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân, nhân được chia làm ba, tâm khan ngũ môn thọ xả, tâm khan y môn thọ xả, tâm ưng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ Nguyên Trang đã đọc xong ạ. Dạ sau đây con xin xuống mic ạ. Dạ kính gửi mic lại cho Nguyên Như nha. Dạ dạ con kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính đảnh lễ thầy kinh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ là 9:32. Dạ chúng con xin kính thỉnh thầy đăng đàn để dạy cho chúng con môn học vi diệu pháp buổi tối hôm nay thưa thầy. Dạ Nguyên Như xin kính dâng mic lại cho thầy ạ. Nè, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ kính lễ chư tôn đức tăng, dạ xin kính chào tất cả quý vị. Dạ nghe rõ không? Alo, 1 2 3. Dạ, dạ rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, ai cũng chia pháp giỏi quá ha. Mốt ra lấy thêm cái mỏ, cái chuông. Cái chuông mình gõ. Tất cả là pháp bèn. Nghe cho nó vui. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học vi diệu pháp.
chia làm ba phần. Phần thứ nhất là học Pali, đọc Bằng Pháp Có Hạnh Phúc, rồi tụng kệ luôn ha. Phần thứ hai là học tâm sở giới phần của nằm được chánh ngữ, còn trách nghiệp bạn học luôn. Rồi sau đó là một số câu hỏi đố vui để đố vui động não đi. Đố vui động não. Rồi đúng rồi đó, đó tụng mỗi lần mình tụng cho mình gõ cái beng, tụng gõ cái beng không khí nó trầm lắng chứ. Rồi quý vị thử bài tập này, thử về nhà quý vị làm được nha. Ví dụ như giờ mình ngồi ha, mà phải không được dùm bài ha, là mình nhắm mắt lại mà mình đừng thèm dùm bài, bắt đầu mình vẽ ra, vẽ hết cái bản điều, vẽ sao cho đúng mà không được nhìn bài, vẽ sao cho chính xác, ai làm được gửi qua có thưởng, lên rừng có thưởng. Mà không được dòm nha, không được dòm bài, mình vẽ tới đâu mình đọc trong đầu mình tới đó, bây giờ như mình vẽ tâm vô nhân, mình vẽ trong đầu, mình vẽ đọc trong đầu đó, mình nhớ vẽ làm gì, hồi xưa chúng tôi tập vậy, giờ giờ tới đâu giờ đi tới đâu cái mình học á, tới đâu cái người nào ta muốn có bản điêu phải không, có bản điêu cái mình ngồi mình vẽ liền tại chỗ, mình vẽ liền nguyên cái bản điêu ra cho người ta, không cần phải coi gì hết, dễ dàng phát cho ta liền tại chỗ, cái dọc tròn vẽ hết nguyên bản điêu được, làm được vậy là coi như mình thuộc ghê lắm, thuộc tới già cũng không quên nữa. Thư pháp luôn ha. Làm được là tốt lắm, làm được thì mình giúp cho mình có cái trí nhớ, rồi muốn học càng lúc càng vô sâu đó, thì nói tới cái chi pháp nào cái điện trong đầu mình hiện liền à, mình hiện ra cái chỗ phần đó liền, hiện cái phần đó ra, đó là cũng là một cái cách để vừa cho mình có một cái sự tập trung, vừa cho mình có sự nhớ, rồi giúp cho mình có một cái sự hoan hỷ trong lúc mình học thì nó vui lắm. Chứ mình cái đụng chút mình lật sách ra mình đọc cả là pháp chứ làm đọc không buông ra quên tốt à. Đó là một ha, loại cách đó là hai. Rồi có dịp quý vị lên chia bằng tiếng Bali, mình tập chia pháp bằng tiếng Bali. Ví dụ chia 12 tâm bất thiện mình chia mình đọc tiếng Bali, tập cho mình nhớ tiếng Bali ha. Bởi vì Bali nó quan trọng hơn tiếng Việt. Bali là cái Phật ngôn mà. Thật ra mình tập được cái Bali nữa thì quá tốt. Mà cái đó là tùy duyên. Tùy duyên cái gì đó. Rồi, hôm nay chúng ta chuẩn bị vào học. Trước khi vào học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấm Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasattham Makanuttamang Api wa di pha sit sa api tham mat pha sa ka. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, nam mô tha dạ, nam mô tham ma dạ, nam mô sa dạ. Rồi, xin mời quý vị post bài lên ha, rồi chúng ta cùng nhau lên đọc về kệ, đọc cho là mình kệ luôn ha. Ai kể chúng cũng có thưởng bông nữa. Bán kể cho hay nha. Rồi, xin mời quý vị. Đắc Mô Bức Thai Giá và Nguyên Như xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm đọc trước, rồi cả lớp nói đuôi sư đọc sau bạch sư. Con xin dâng mít lại cho Sư Thanh Tâm ạ. Dạ, yeah, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Bây giờ sẽ xin đọc trước ha. Kinh 38, Pháp Hạnh Phúc. Đa Nanh Chá Đàm Ma Chá Rí Gia Chá Nhà Tá Cành Nhà Tá Cá Nhanh Chá Săn Chá Hồ Anawa Yani Kamani Tăng Mang Mutta Mang
Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Zero CD Dhamma practice supporting one's extended family, blameless action, highest happiness. Rồi, 38 hạnh phúc rồi, sẽ đọc xong ạ. Đa năng cha đâm ma cha ri giá. Nhà ta cần na cha sẵn cơ hồ anna qua cà tí. Cầm ma đi e tận mừng gá la mút tâm mừng. Rồi, mời vị kế tiếp nha. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nhung ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ Thầy Kinh cùng các anh chị em trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đa nành cha thầm ma cha ri già cha nha ta ca nành cha sẵn ga hồ a na quách cha ni cầm ma ni e tăng măng ga la mu ta măng. Đa nành cha thầm ma cha ri già cha nha ta ca nành cha sẵn ga hồ a na quách cha ni cầm ma ni e tăng măng ga la mu ta măng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cho Nguyễn ơi, cái câu thứ nhì á là chán nha tất cả anh nó thiếu chữ trường âm ở chữ nha rồi đó em. Cái chỗ đó nó hơi thiếu một chút. Dạ, con xin đọc bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Tá nành chá thầm má chá rí già chá nhà tá cà nành chá sằng gá hồ á ná quách chà ní cầm mà ní ê tằng mằng gá lá mút tám mằng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Generosity, Dhamma practice, supporting one's extended family, blameless action, highest happiness. Đà nẵng cha thăm mà cha ri ya cha, nhà ta ca năn cha sang ga hồ. Ana vaccha ni kammani etang mangga la muốt ta mang. Dạ, Nguyên Như xin mời Nguyên Trang ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Đạo Tràng kính chào Thầy Kinh ạ. Dạ, con xin đọc kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Đà nành cha thầm ma cha ri già cha nhà hay cha tá cha nhà hay cha nhá nhá hồi nãy thôi để con đọc cái không biết là đọc lại. Đà nành cha thầm ma cha ri già cha nhà hả? Ok. Dạ, hồi nãy Nguyên Trang cũng nghe. Đà nành cha thầm ma cha ri già cha nhà ta cà nành cha sằng gá hồ an quát cha ni cầm mà ni ê tằng mằng gá lá mút ta mằng. Đà nành cha thầm ma cha ri già cha nhà ta cà nành cha sằng gá hồ an quát cha ni cầm mà ni ê tằng mằng gá lá mút ta mằng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc,
giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Generosity, Dhamma practice, supporting one's extended family, blameless action, highest happiness. Danan chatham maja priyat. Danan chatham majariyanicha nyata kanan jasangkaho anawaccha nakammani etang mangala lamuttamang. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mất ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin sám hối tại vì hồi nãy cái bài á con chỉnh lại nó không có kịp, nó có một vài chỗ bị sai từ lúc đầu á. Nên ra con post lên nó bị sai từ đầu. Dạ con xin sám hối ạ. À. Dạ, con xin phép được đọc bài ạ. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Đà nàn cha thầm ma cha ri ya cha nhà ta ca nàn cha sang ga hồ. A na vát cha ni cầm ma ni e tăng măng ga la mút ba măng. Đà nàn cha thầm ma cha ri ya cha nhà ta ca nàn cha sang ga hồ. Anavaccha nikamma ni etang mangala muttamang. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Generosity, dhamma practice, supporting one's extended family, blameless action, highest happiness. Dạ, dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ, yeah, mời Bụt Thầy á, xà thử ha. Còn ai muốn đọc nữa không ta? Còn ai muốn lên tham gia không? Đà nâng cha thâm mà cha ri á
có huynh gì đây, huynh Quỳnh, Phật tử Quỳnh vậy nè, Thi Ti Quỳnh, giờ hỏi thấy Quỳnh lên lên cho quan hỷ, huynh muốn lên giờ mời huynh ra tay, rồi Soma Ghi Hí, Phạm Quý Việt Nam 2007 lên kệ là cho quan hỷ, còn lên không giơ tay alo, không lên thì học tiếp nha. Rồi, đây, không có hai lần nữa thôi, rồi mình học tiếp. Rồi, hôm nay chúng ta đi vào cái tâm sở thứ hai của phần tâm sở giới phần, tức là tâm sở chánh nghiệp. Tâm sở chánh nghiệp. Sammakammanta cetasika, tâm sở chánh nghiệp. Rồi, đó, tâm sở chánh nghiệp. Sammakammanta cetasika. Tương dòng chữ Samma với chữ Samma hai chấm và chân chánh. Samma và chân chánh. Chân chánh. Rồi. Kammanta, công việc, hành động. Công việc, hành động. Rồi, bây giờ mình ráp hai chữ lại ha. Ráp Samma Kammanta. Ráp hai chữ vô. Nguyên chữ là việc làm đúng, hành động đúng, chân chánh. Việc làm đúng, hành động đúng, chân chánh. Rồi, bây giờ mình nói cách khác, hai chấm, nói cách khác. Sammakammanta là một loại tâm sở. Sammakammanta là một loại tâm sở. Điều xử, kiên tránh thân ác nghiệp, đoạn trừ tà nghiệp. Sammakammanta là một loại tâm sở. Điều xử, kiên tránh thân ác nghiệp, đoạn trừ tà nghiệp. Rồi, đó là cái định nghĩa về cái từ Sammakammanta. Đó là Samma là chân chánh. Đó là mình ý nghĩa của nó là nói lên một cái vấn đề, một cái tư duy nào đó, một cái hành động nào đó, hay một cái lời nói nào đó mà mang cái tính chất là chân chánh, chánh trực. Hoặc giống như môn phái về Kim Tàu là danh môn chánh phái, Samma danh môn chánh phái, Samma là chân chánh. Còn Kammanta là công việc, là hành động, tức là ở đây nói về cái, những cái hành động của mình, những cái sự mà tạo tác ra về hành động, về thân của mình. Thì được gọi là Kammanta. Ráp hai chữ vô thì chúng ta được hiểu được là một cái hành động mà chân chánh, một cái hành động mà chánh trực, một cái hành động ngay thẳng, không có thiên về những cái tà ác. Thì như vậy cái mà tâm sở chánh nghiệp này nè, được dịch là tâm sở chánh nghiệp này là Sammakammanta này đó, là một cái loại tâm sở. Nó có một cái bổn phận, một cái phận sự của nó là nó điều xử cho cái thân mình, cho cái tâm của mình tránh được những thân ác nghiệp. Mà tránh được thân ác nghiệp tức là nó đoạn trừ được những cái tà nghiệp. Đó là cái ý nghĩa của cái tâm sở Sammakammanta cetasika. Rồi hai chúng tâm. Rồi là cái định nghĩa nó như vậy ha. Rồi xuống dòng, có ba thân ác, hai chấm, có ba thân ác. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục, và có ba thần ác.
tật sanh, trộm cắp và hành thân các dục. Rồi, những dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái. Tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái. Làm việc đúng. Làm việc đúng. Phải trợ giúp các pháp và tự mình diệt trừ phiền não. Trợ giúp các pháp và tự mình diệt trừ phiền não. Trạng thái làm việc đúng. Trợ giúp các pháp và tự mình diệt trừ phiền não. À, tức là cái trạng thái của cái tâm sở chánh nghiệp đó, à, nó có cái trạng thái là làm lên những sự việc mà chính đáng, những việc đúng đắn, à, và nó trợ giúp cho những cái pháp đồng sanh của nó, à, và tự nó cùng phối hợp để mà nó diệt trừ những cái phiền não, à, để mà đưa đến cái thân nghiệp, à, đó là cái trạng thái của nó. Rồi, xuất hàng số 2, phận sự, tránh xa, phận sự, tránh xa các ác nghiệp, tránh xa các ác nghiệp. Số 3, sự thành tựu, đoạn trừ tà nghiệp, đoạn trừ tà nghiệp. Số 4, nhân cần thiết, tính, niệm, tàm, quý và thiểu dục. Tính, niệm, tàm, quý và thiểu dục. Rồi, như vậy là về cái chánh nghiệp này đó, chúng ta thấy là nó là một cái nội tâm sở. Nó có cái trạng thái là ngay thẳng, trạng thái đúng đắn. Một cái mà nó có thể giúp đỡ cho những cái tâm sở đồng sanh chung cho nó được làm cho những phiền não bị diệt trừ. Và cái phận sự của cái tâm sở này là để nó tránh xa những cái ác nghiệp như là thân, sắc, sanh, trộm cắp và hạnh. Phận sự là tránh xa như vậy. Và cái sự thành tựu của nó là nó đoạn trừ luôn qua cái tà nghiệp này. Nếu chúng ta tu tập về cái chánh nghiệp này, cần thường xuyên mà tinh cần tinh tấn thì nó sẽ diệt trừ được luôn cả ba tà nghiệp này. Đó là sự thành tựu của nó. Và nhân cần thiết của cái chánh nghiệp này là chúng ta phải có niềm tin đúng đắn. Phải, nếu mình không có niềm tin đúng đắn là mình sẽ bị rơi vô cái tà nghiệp liền. Và rơi vô chẳng hạn như mình sắc sanh là mình bị dính vào đó liền. Nếu mình không có niềm tin chân chánh. Và phải có niệm, có sự ghi nhận, có sự biết rõ một cách chân chánh những hành động mình làm như thế nào mình phải có chánh niệm, mà mình có sự ghi nhận biết rõ. Và tàm quý là luôn luôn phải có. Một người mà thường hay sát sanh thì chắc chắn là không có tàm quý. Và cho nên chúng ta phải để ý là khi mà có tàm quý thì những cái kia nó cũng sẽ đi theo. Và cái đời sống của mình có tàm quý, mình không có dính vào những cái tà ác nghiệp này. Mình tránh được những cái ác nghiệp và sống đời sống phải thiểu dục, là giảm bớt những cái đời sống nhu cầu vật chất. Thì chúng ta thấy rằng khi mà người mà có đời sống vật chất mạnh quá đó, cũng rất là đau khổ khi mà đụng phải một cái vấn đề nào đó. Chẳng hạn như giờ chúng ta thấy là dịch corona này, thì những người sống sung sướng họ sẽ trở nên rất là phiền não, rất là đau khổ, bởi vì họ phải bị cách ly, bị sống là giống như là bị tách biệt ra, không được đi đây đi đó, làm cho rất là bức xúc, nhiều người nó rơi vô trạng thái trầm cảm luôn, rất là đau khổ. Còn những người mà sống là thiểu dục, tri túc quen rồi, thì những vấn đề này nói với người ta cũng không có gì quan trọng. Sống càng tịnh, càng vắng vẻ thì càng tốt. Còn những người mà không có quen lối sống thiểu dục đó, thì rất là mệt mỏi, mệt mỏi trong vấn đề mà sống cách ly này. Mà bây giờ chúng ta thấy cái tình trạng càng ngày nó càng khủng khiếp, tràn lan khắp mọi nơi, và có những cái tin rất là thấy, tức là dở khóc dở cười, như là sáng mới nghe tin tức
nói cái biên giới Mexico mà ông Trump ông dựng lên cái bờ tường sắt để ông ngăn cái biên giới cấm vượt qua Mỹ, thì bây giờ Mexico ta cấm lại, ta cấm ngược lại, ta cấm dân Mỹ vượt qua Mexico và bắt hết. Nên là chúng ta thấy khi lời sống là giỡn khóc giỡn cười, thấy cuối cùng Mỹ là bị cấm ngược rồi, cấm bước cấm qua bên Mexico vì Mỹ bị nhiều quá. Thành ra giờ cũng là cuộc đời cá ăn kiến, kiến ăn cá, khó nói. Cho nên giờ mình sống mình có cái đời và giảm bớt thiểu dục, sống phải yên tĩnh là bớt, sống cái đời sống có cái niềm tin chân chánh, có sự tu tập về niệm, về tàm, về quý, trong đời sống thiểu dục có được sự an vui dù bất kỳ ở nơi nào. Bây giờ về Việt Nam đâu có về được, nhà máy bay đâu cho về nữa, đâu có ai cho đi nữa, là kẹt cứng luôn. Về ngưng cấm nội bất xuất ngoại bất nhập luôn. Đó là cái chúng ta thấy là cái tâm sở mà chánh nghiệp này nó là liên quan đến cái đời sống của chúng ta trong từng phút từng giây ha. Thân mình luôn luôn phải cẩn thận cẩn trọng, luôn luôn phải gìn giữ, phải có chánh niệm, phải có tàm, có quý, có niềm tin chân chánh và có đời sống thiểu dục, thì có như vậy chúng ta mới gìn giữ được tốt đẹp. Còn nếu chúng ta thiếu một cái, thiếu những cái nhân cần thiết này, chúng ta rất là dễ bị rơi vô cái chỗ này. Như bây giờ mình thiếu chánh niệm là mình dễ rơi vô trộm cắp chẳng hạn. Như mình nhiều khi thấy gì tốt quá, cái lòng tham nổi lên, cái mình lấy, mất chánh niệm, mình lấy, thì chúng ta rơi vô đó. Cho nên phải có chánh niệm thường xuyên, phải luôn nhắc nhở mình sống trong cái đời sống, phải có tính niệm tàm quý và thiểu dục, đó là cái điều tối cần thiết trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Rồi đó là tâm sở chánh nghiệp. Rồi bây giờ tới số 3, tâm sở chánh mạng. Tâm sở chánh mạng. Chánh mạng. Rồi, hai Như Quỳnh mới vào room. Tâm sở chánh mạng. Samma Ajiva Cetasika. Tâm sở chánh mạng. Rồi, mình viết lấy cái chữ Ajiva. Lấy xuống. Ajiva. Hai chấm. Là sự nuôi sống. Sự nuôi mạng sống. Ajiva là sự nuôi mạng sống. Chúng dòng Samma Ajiva, ráp hai chữ vào ha. Samma Ajiva là sự nuôi mạng sống một cách chân chánh, là sự nuôi mạng sống một cách chân chánh, là sự nuôi mạng sống một cách chân chánh. Không dùng thân ác, khẩu ác để nuôi mạng sống. Không dùng thân ác khẩu ác để nuôi mạng sống. Rồi xuống dòng gạch vào dòng đó. Tránh xa sự nuôi mạng bất chánh. Tránh xa sự nuôi mạng bất chánh. Dòng ngăn chặn các ác hạnh, ngăn chặn các ác hạnh. Đoạn trừ các tà mạng, đoạn trừ các tà mạng. Rồi, đó là một số ý nghĩa của cái tâm sở chánh mạng là Samma Ajiva Cetasika. Thì từ cái chữ Ajiva là cái sự nuôi mạng sống của mình. Samma là chân chánh,
Thì cái Samma Ajiva này là một cái tâm sở để nó điều xử, nó cho mình có một cái đời sống nuôi mạng chân chánh. À, tức là chính vì nhờ có cái tâm sở này nó mới tác thành, nó mới tạo nên cái sự mà đời sống của mình. Dục không có dùng những cái thân ác, không có dùng ác để mà nuôi mạng. Tức là mình không có những cái thân khẩu là ác độc, không có những cái thân khẩu mà bất chánh để mà nuôi lấy cái mạng sống này. À, cho nên đây là cái tâm sở rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Là chúng ta không khéo là mình chỉ vì cái lòng tham của mình, hoặc là chỉ vì cái sự sống để nuôi cái mạng này của mình đó, mà mình quên là cái mạng sống của mình đó, thấy đó có đó mất đó, có đó mất đó, thấy vậy chứ nó khi mà vô thường nó đến, khi mà cái nghiệp nó chấm dứt là nó sẽ ra đi mà mình không biết, mà mình cứ cúi đầu cắm cổ là mình làm những cái việc ác, mình tạo những cái thân ác như mình là cướp của tranh giành, là đấu đá lẫn nhau, dùng miệng lưỡi để mà lường gạt nhau để mà tạo nên những cái đời sống cho chính tự thân mình, nuôi dưỡng cho cái thân xác này của mình, nuôi dưỡng một cách bất chánh. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đã vô tình mình là thứ nhất là mình đã tự tạo những cái ác nghiệp cho tự thân của mình, thứ hai là mình quên rằng mình nuôi cái thân này của mình là một nuôi một cái thân mà nó trước sau nó cũng phản mình. Bởi vì đấy là trước sau cái thân nó phản mình, nó bỏ mình, nó sẽ ra đi, nó bỏ cho mình cô đơn lạnh lẽo, mình sẽ ra đi. Cho nên giờ mình có lo cho nó cỡ nào thì mà đến giờ phút nó gõ cái beng rồi thì bây giờ chấm dứt. Cũng giống như chúng ta thấy ngay hiện tại giờ đó, bao nhiêu người thấy khỏe mạnh tốt đẹp, không bệnh hoạn không gì hết, vẫn sống em ru, thì người ta nghĩ là đời sống người ta sẽ không bao giờ mà có sự chết như vậy. Nhưng mà không ai tưởng tượng được, tự nhiên đang ngon lành đùng cái dướng vô cái bệnh corona này, cái chết tươi liền, chết mà chết cái tức tới. Chúng ta thấy đời sống nó ghê gớm, nó làm cho người ta rất là khổ sở. Còn những người chẳng hạn như những người bệnh nặng, bệnh nan y được, thấy là cái coi như là cái án tử trước mắt nha, thấy cái chết trước mắt vậy mà không chết, nó sống hoài không sao. Còn người thấy mạnh khỏe đùng ra chết quá trời chết, như mình ý nhưng mà thấy chết khủng khiếp, chết mà giờ lên tới 4-5 ngàn người chết, chúng ta thấy khủng hoảng luôn. Còn trong khi đó những người khỏe bệnh hoạn rồi già yếu đủ thứ nằm đó mà không ai chết rồi. Còn người khỏe mạnh thì cũng chết là vào, cho nên chúng ta thấy cuộc đời khó mà nói trước mà. Cho nên chính vì do đó chúng ta phải thức tỉnh, chúng ta phải biết mình làm gì, mạng sống, nuôi mạng sống của mình, mình phải nuôi trong cái hợp pháp. Mình phải khởi tác ý làm sao cho cái tâm sở chánh mạng này nó được sanh lên, nó được tác ý đúng, nó sử dụng để nó nuôi mạng mình một cách chân chánh, và tránh xa những cái sự nuôi mạng bất chánh. Mình tránh những cái trường hợp nào nuôi đem đến cái sự đau khổ cho mình, cho người, tránh xa sự nuôi mạng đó. Và mình hãy ngăn chặn luôn, nhưng mình tìm cách mình ngăn chặn những cái ác hạnh nó phát sinh. Nhiều khi những ác hạnh nó chưa tới, nhưng mà nó tới rồi mình phải chặn liền, đừng để cho nó phát sinh quá, làm cho mình không gìn giữ được, mình không có kềm được. Nhiều khi muốn phục vụ cho cái thân này mà, nhiều khi mình làm những cái mà khi mà lỡ rồi thì thôi rồi muộn rồi ha. Lỡ chẳng hạn như mình lỡ hại người nào đó, giống như những gì coi những cái phim tàu này kia, nó thường hay nói nó lợi dụng kia để mà hại người này kia để làm giàu cho chính tự thân của mình, mà họ quên rằng họ đang tính chính tự họ giết họ mà không biết. Cho nên chính vì cái như vậy chúng ta phải cố gắng tránh xa, cố gắng ngăn chặn, mình cố gắng thì nhiều người như vậy đó, thấy có những cái tốt đẹp mà sống tốt đẹp nhưng mà chết, mà bệnh nhiều mà không chết rồi sống hoài. Có ai nói trước chuyện gì, mình cứ tưởng mình ngon, không giống như giờ mình thấy mình khỏe mạnh ngon đùng dính phát một cái rồi đời vậy đó. Đó, cuộc đời nó là như vậy, cho nên phải gìn giữ cho chính mình, gìn giữ chính mình là mình gìn giữ cho mọi người. Rồi xuống dòng năm nghề tà mạng, giờ mình phải biết ra, phân ra được để mình biết năm nghề tà mạng. Một, buôn bán người. À, cái lễ sư Nguyễn Tông có vô rồi. Một, buôn bán người. Hai, buôn bán thú sống.
3. Buôn bán chất độc. 3. Là buôn bán chất độc. 4. Buôn bán vũ khí. 5. Buôn bán chất sai. 5. Đó là 5 cái nghề này thuộc được xếp vô cái thuộc loại nghề mà lưu mạng bất chánh, cái nghề tà mạng. Nhất là buôn bán người, là mình buôn bán người để đi làm, đi là để người ta đi làm nô lệ cho người khác này kia nọ, hoặc là ác hơn nữa là chúng ta thấy ở bên Tàu bắt người ta đi bán nội tạng này kia, thì có thể quá trời ác ha. Tức là cái vấn đề buôn bán người này nó được xếp vô hàng đầu trong cái nghề tà mạng này. Rồi buôn bán thú sống, bán những con thú này thú kia để cho người khác làm thịt ăn, để tạo những cái ác nghiệp, và những cái nghề này chúng ta phải tránh xa. Chúng ta không nên dính dáng tới, phải ngăn chặn những cái ác hạnh này, không nên dính vào. Bởi vì dính vào là mình tự mình giết mình. Không những chỉ một đời này thôi, mà chúng ta bị nhiều đời nhiều kiếp, và sanh ra là chúng ta sẽ bị những cái nghiệp quả nó tác động đến đời sống mình liên tục. Không nên bán chất độc. Chất độc nó làm cho người khác phải bị chết hoặc là bị tổn thương. Cho nên chúng ta phải tránh xa những cái này. Rồi buôn bán vũ khí, bán những cái thứ vũ khí mà để gây chết người, để người khác mua và giết người, cũng không nên bán. Và buôn bán chất sai cũng vậy, tránh luôn cái này, đem tới cho người ta sự si mê, sự u tối, sự sai xỉn, sự tàn hại, sự quỷ hoại thân xác. Thì năm cái nghề chính này đó là mình phải tránh xa. Ngoài ra có những cái nghề khác mà nó cũng liên hệ tương giống vậy, là mình cũng phải nên tránh. Đó là năm cái nghề mà tà mạng mà con người chúng ta phải không cách nào mà mình nên dính vào, mình phải tìm mọi cách để mình tránh xa, phải tránh xa những cái sự mà là lui mạng theo những cái nghề bất chánh này. Nếu mà chúng ta còn dính vô đó thì ai mà còn lỡ mà còn dính vô thì nên tìm cách rút là vừa ha. Để thôi là mệt lắm, nhân quả nó không có chừa một bất cứ một ai. Rồi đó là năm cái nghề tà mạng mà chúng ta cần phải biết và cần phải tránh xa. Bởi vì nếu mà dính vô một cái là chúng ta thấy khổ đời ha, nhân quả nó không có tha cho bất kỳ một ai, nó sẽ đi theo chúng ta như bóng như hình. Nếu chúng ta cứ buôn bán, chẳng hạn như mình muốn ăn rượu đi, có người là sống bằng nghề buôn bán rượu. Thì mình nghĩ chắc không sao, là mình bán mua sao bán vậy mình không sao. Nhưng mà chúng ta quên là mình bán những cái chất sai này nó gây đến tổn hại, gây đến tổn thương cho chúng sanh rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải tránh né đó. Vợ nghèo vậy nghèo cũng phải tìm những cái nghề chân chánh để mình sống, chứ đừng có dính vào trong năm cái nghề tà mạng này. Và đó là cái vấn đề mà cái tâm sở mà nuôi mạng chân chánh này nó giúp cho chúng ta có được cái tâm tư tốt đẹp, một cái tâm tư ngay thẳng, một cái tâm tư trong sạch, để gìn giữ cho thân, cho khẩu của mình không dính vào những ác nghiệp như vậy. Cho nên chúng ta phải thường xuyên phải nhớ, phải luôn luôn có những cái ức niệm về cái đời sống của mình. Bởi vì cái thân này của mình nó chỉ là giả tạm, thân này của mình nó không có tồn tại lâu. Chỉ cần một cái vấn đề gì khác thôi, gì xảy đến thôi là nó sẽ ra đi. Trước mắt chúng ta đã thấy rất là nhiều đang tốt đẹp, đang khỏe mạnh vậy. Đùng cái là lên đường, đùng cái là lên đường hết á. Thì đó là năm nghề tà mạng. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa. Cái lễ sư tính bây giờ đó. Tứ ý nghĩa. Một, trạng thái. Một, trạng thái trong sạch. Một, trạng thái trong sạch, từ bỏ, không phạm vào ác hạnh. Trong sạch, từ bỏ, không phạm vào ác hạnh. Mở ngoặc, thân ác, khẩu ác, mở ngoặc. Trong sạch, từ bỏ, không phạm vào các ác hạnh, thân ác, khẩu ác. Đó là cái trạng thái của cái tâm sở trên mạng này. Nó có trạng thái là trong sạch và từ bỏ những cái ác hạnh, không phạm vào những ác hạnh.
Rồi, phận sự số 2, phận sự. Duy trì sự sống. Duy trì sự sống đúng. Phải. Ngăn chặn ác hạnh. Duy trì sự sống đúng. Phải. Ngăn chặn ác hạnh. Rồi, số 3, sự thành tựu. Đoạn trừ tà mạn. Không hành các ác hạnh. Đoạn trừ tà mạn. Không hành các ác hạnh. Số 4, nhân cần thiết. Tính niệm tàm quý và thiểu dục. Rồi, đó là bốn ý nghĩa của cái tâm sở chánh mạng nào. Bây giờ về cái trạng thái của nó là một cái trạng thái là cái tâm sở nó được trong sạch do sự từ bỏ, sự không phạm vào, không có dính dáng, không có liên hệ vào những cái thân ác. Sắc sanh trộm cắp và hạnh, không dính vào ngữ ác, thì như vậy cái trạng thái của tâm sở này nó giúp cho cái tâm của mình nó được trong sạch hóa, cái tâm mình được tốt đẹp. Và cái phận sự của nó là cái phận nhiệm vụ nó làm là nó duy trì cho cái sự sống của mình sống được một cách đúng đắn, sống là không bị dính vào những cái ác nghiệp như vậy, và nó ngăn chặn những cái ác hạnh mà mình có thể dính vào. Cho nên chính vì do chúng ta có được cái tâm sở chánh mạng này, nó có phần sự của nó duy trì cho cái sự sống của mình được là đúng đắn, và ngăn chặn những cái điều tà hạnh, những cái ác hạnh. Và khi cái sự thành tựu của nó là nó đoạn trừ được những cái tà mạng, đoạn trừ được những cái sự nuôi mạng bất chánh, những cái sự nuôi mạng đem đến tổn hại cho mình và cho người. Đó là cái sự thành tựu của nó. Và nhân cần thiết cũng vậy, nó cần phải có tính, phải có niệm, phải có tàm, có quý, phải có thiểu dục. Thì chúng ta phải có đầy đủ những nguyên nhân cần thiết này, nó mới giúp cho những cái tâm sở về giới phần này cũng được trở nên tốt đẹp được, trở nên mạnh và trở nên là trong sạch. Chính vì có niềm tin chân chánh, chính vì có niệm, có sự ghi nhớ, sự biết mình, có sự biết rõ, có sự tỉnh thức, có tàm, có sự hổ thẹn, có sự ghê sợ tội lỗi, có tàm, có quý, và có đời sống thiểu dục. Là sống không có nặng về dục vọng, sống luôn luôn có biết đủ, sống không có thiên về những cái đời sống mà lợi dưỡng quá nhiều. Cho nên chính vì đây là những cái nhân cần thiết mà chúng ta cần phải luôn nhớ và luôn luôn gìn giữ cho cái đời sống mình được tốt đẹp. Rồi đó là bốn ý nghĩa của cái tâm sở chánh mạng. Rồi xuống dòng đánh cái hoa thị đầu dòng. Đánh hoa thị đầu dòng. Điều xử thân hành đúng đắn thì do chánh nghiệp. Điều xử thân hành đúng đắn thì do chánh nghiệp. Rồi, xuống đây là dòng tiếp. Điều xử khẩu nói đúng đắn thì do chánh ngữ. Điều xử khẩu nói đúng đắn thì do chánh ngữ. Rồi, xuống dòng tiếp ha. Khi thân khẩu có liên hệ đến sự nuôi mạng đúng, khi thân khẩu có liên hệ đến sự nuôi mạng đúng chân chánh thì do chánh mạng đảm đương. Khi thân khẩu có liên hệ đến sự nuôi mạng đúng chân chánh thì do chánh mạng đảm đương. Rồi, tiếp theo. Đánh vào thầy tiếp ha. Trong tâm thiện dục giới,
chỉ phát sanh một trong ba. Trong tâm thiện dục giới chỉ phát sanh một trong ba. Chúng dòng. Trong tâm đạo siêu thế thì cả ba giới phần đồng sanh. Trong tâm đạo siêu thế thì cả ba giới phần đồng sanh. Để làm phận sự diệt trừ phiền não thô. Ba giới phần đồng sanh để làm phận sự diệt trừ phiền não thô. Định phần phiền não trung. Định phần phiền não trung. Tuệ phần diệt phiền não tế. Tuệ phần diệt phiền não tế. Nghĩa là vậy. Định phần phiền não trung, tuệ phần diệt phiền não tế. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết thêm ha, về cái sự liên hệ về đến những tâm sở giới phần này. À, nhất là điều xử thân hành mà đúng đắn, điều xử thân hành đúng đắn thì là do chánh nghiệp. Từ từ đấy để giải cái đó. Điều xử thân hành đúng đắn thì do chánh nghiệp, đúng không? Tức là khi mà mình có một cái thân hành đúng đắn thì cái chánh nghiệp này nó làm cái phần sự đó, chánh nghiệp nó điều xử thân mình, nó làm cho cái thân mình trở nên ngay thẳng đúng đắn, không có làm cái nghiệp tà vải. Rồi điều xử khẩu đó, tức là mình điều xử cái lời nói của mình được chân chánh đúng đắn, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói chia rẽ, không nói ngoa ngữ, không nói tào lao, thì nó do chánh ngữ. Chánh ngữ nó điều xử, là tâm sở chánh ngữ này nó điều xử cho cái khẩu của mình được nói một cách đúng đắn. Thì như vậy thân thì do chánh nghiệp, mà khẩu thì do chánh ngữ. Bây giờ nắm được chưa? Nhưng mà khi mà thân khẩu, thân với khẩu của mình mà có liên hệ đến cái sự mà nuôi mạng, liên hệ đến cái sự nuôi mạng chân chánh, thì mình có cái sự liên hệ đến sự những cái điều nuôi mạng như đó, thì chính vì do cái sự nuôi mạng chân chánh này đó, thì nó do là tâm sở chánh mạng nó đảm đương, cái tâm sở chánh mạng nó làm phần sự để nó gìn giữ cho thân, cho khẩu mình được nuôi mạng một cách đúng đắn, không có tà bại. Không có làm những cái nghề nuôi mạng mà bất chánh. Thì như vậy là tâm sở chánh mạng nó đảm đương. Thì như vậy ba cái tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó có cái phận sự riêng của nó. Về chánh nghiệp thì nó điều xử về thân, chánh ngữ thì nó điều xử về khẩu, và chánh mạng nó điều xử về cả hai, có sự liên hệ đến sự nuôi mạng chân chánh. Nếu mình có một cái sự nuôi mạng bất chánh thì coi như chúng ta dính vào tà mạng. Thì chúng ta đọc lại cái phần mà nãy quý vị có coi năm cái pháp tà mạng thì chúng ta để ý xíu ha, nhớ mình tránh né những cái điều này. Rồi về trong tâm thiện dục giới, tâm thiện giới quý vị còn nhớ không ha? Học nhớ không? Ghi thử cái coi tâm thiện dục giới là gì, đâu mất tiêu rồi. Tâm thiện giới có mấy nè? Alo. Tám là gì? Một cái đầu thôi. Tâm thiện họ hỷ hợp trí vô trợ hợp trót. Rồi đó là một trong tám cái tâm thiện. Thì những tám cái tâm thiện dục giới này đó, đối với ba cái giới phần này nó không thể phát sinh một lượt, nó chỉ phát sinh theo tuần tự. Tức là khi nào chúng ta khởi một tác ý gìn giữ về cái chánh ngữ,
thì chỉ có một cái tâm sở chánh ngữ này đồng sanh chung với những tâm sở khác phối hợp với trong cái tâm thị dục giới. Còn nếu mình có chánh nghiệp thì nó không có tâm sở chánh ngữ, mà không có tâm sở chánh mạng. Mà nếu mình có chánh mạng thì nó không có chánh ngữ chánh nghiệp. Thì đối với những cái tâm thiện dục giới này, nó chỉ phát sinh một trong ba giới phần thôi, chứ không có một lượt được ba cái. Nó không thể nào làm lúc ba cái được theo tuần tự pháp như vậy. Có này không có hai kia, có một không có hai vậy đó. Thì vậy đó là trong tâm thiện dục giới chỉ phát sinh là trong một trong ba. Nắm được không quý vị? Alo. Được ha. Dễ ủi, mấy bài dễ, mấy bài bên kia mới khó. Bài bữa học bên bên rung kia, bên rung gì đó, rung Nam Truyền. Học khó quá là làng, là sớm. Tôi cũng biết được, tôi đỡ. Khó quá là mình cũng bỏ lên, bỏ làng, không biết được đâu mò. Rồi, trong tâm đạo siêu thế, trong đạo siêu thế thì cái ba cái giới phận này nè, đồng sanh lực luôn, đồng sanh. Thứ nhất là đồng sanh để phần về phiền não thô, giới phận nó là phần sự ba cái giới phận này, nó diệt phiền não thô. Rồi lên tới đỉnh phần, tức là phần về mà đỉnh á, phần đỉnh thì nó diệt phiền não trung, trung bình, nó giảm giảm bớt những cái này kia, tức là những thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi. Làm giảm bớt và diệt trừ bớt dục ái và sân, là đến định phần diệt phần ngã trung, và đến tuệ phần thì diệt luôn hết tất cả những ngã tế, nó diệt luôn toàn bộ những cái phiền não, những kiết sử phiền não, nó diệt toàn sạch luôn ha. Khi mà ta phân như vậy để chúng ta thấy rằng trong tâm đạo chủ thế, cái giới phần nói chung là nó làm cái phần sự là nó thanh lọc, nó diệt trừ, làm cho những cái phiền não này nó được trong sạch hóa đi. Thì trong tâm đạo chủ thế nó là như vậy. Rồi, xuống dòng tiếp theo, những điều cần nhớ cho cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Những điều cần nhớ cho cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Những điều cần nhớ cho cả ba tâm sở rồi đó, cho cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi, xuống dòng, gặp đầu dòng. Có mặt trong tám đại thiện dục giới và 40 tâm siêu thế bằng 48. Có mặt trong tám đại thiện dục giới và 40 tâm siêu thế bằng 48. Rồi. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo cộng 13 tà tha. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo cộng 13 tà tha. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Hiệp với thể tánh thiện. Được chưa? Thuộc giống thiện và quả. Thuộc giống thiện và quả. Thuộc giống thiện và quả. Tương ưng với hai thọ
hỷ và xả tương ưng với hai thọ hỷ và xả. Rồi ha. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi, viết kịp chưa? Alo. Làm công việc đổng tóc. Chào quá ná. Làm công việc tóc cha quá nát. Tương ưng với tứ danh quẩn. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng, sắc quẩn. Rồi, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nhớ trong luôn cả ba tâm sở này ha. Tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái giới phần. Thì thứ nhất là nó có mặt trong 8 tâm đại thiện dục giới và 40 tâm siêu thế. À, đối với 8 tâm đại thiện dục giới này thì nó có mặt tùy theo. À, có này không có hai kia, có một không hai, còn 40 tâm siêu thế thì có đầy đủ cả ba là bát chánh đạo là trong cái phân giới phần này là nó có đầy đủ ha. Đây như vậy là có mặt trong 40 tâm siêu thế và 8 tâm đại thiện dục giới. Rồi đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo, thì chúng ta biết tâm sở tịnh hảo có 25 đấy là mình nói chung ha, tức là mình bỏ bớt mỗi thì có cái nào thì mình còn bỏ bớt cái đó, còn 24 là nói chung, còn tùy theo nếu mà hợp trí thì nó là 24, mà ly trí thì bỏ bớt một cái, bỏ tâm sở tự quyền ra thì nó đồng sanh với 24 hoặc 23 tùy theo. Rồi cộng 13 tự tha cũng tùy theo, đây là nói chung để quý vị biết. Kỳ tới là chúng ta sẽ học về tâm sở tâm đồng sanh, rồi tâm sở đồng sanh, học những cái đó để chúng ta sẽ thấy được cái sự mà hiển bày rõ rệt của những cái tâm sở này. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký thì nó là những là tâm sở tình hảo, thì nó chỉ hiệp với những cái tánh thuộc về thiện và những cái tánh vô ký, chứ nó không thể hiệp với những cái tánh thuộc bất thiện được. Cho nên nó chỉ hiệp với hai cái tánh này thôi, và nó thuộc giống thiện và quả. Thuộc về giống thuộc về thiện và quả. Rồi nó tương ưng với hai thọ, thì những cái pháp này nó chỉ tương ưng với thọ hỷ, nó chỉ tương ưng với thọ xả, nó chỉ có hai thọ thôi, không có thọ ưu hay thọ khổ hay thọ lạc, không có tương ứng những cái đó. Thì đây chỉ tương ứng với hai thọ hỷ và xả. Rồi nó đồng sanh với ba nhân thiện. Ba nhân thiện là gì đâu, quý vị nhớ không? À, alo, cho là lại coi. Ba nhân thiện, alo alo. Vô tha, vô sân, vô si, hạ thứ. Rồi, đó là đồng sanh với ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si. Ok, rồi. Làm công việc đổng tóc. Đổng tóc, quý vị biết là gì không? Alo. Đổng tóc, cha bá ná. Tạo nghiệp, đúng rồi. À, những cái mà đổng tóc là nhanh, tốc độ nhanh. Là trong cái lộ trình tâm, những cái động tóc này nó nằm ở, nó có 7 cái sắc na nó sanh trong cái lộ động tóc đó. Thì được gọi là khi mà những cái tâm này nó sanh lên, nó chỉ làm ở cái phần sự động tóc, là nó tạo ra những cái nghiệp và những sẽ cho những cái quả. Thì đó là làm công việc động tóc. Rồi, tương ưng với tứ danh quẩn. Tương ưng với tứ danh quẩn. Tứ danh quẩn có gì đâu, alo. Tứ danh quẩn. Thọ tưởng hành thức xa thứ, xa thứ. Đó là tứ danh quẩn.
thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn, là tứ danh quẩn, nó tương đương với tứ danh quẩn, bởi vì nó là gì? Nó thuộc về danh pháp, thuộc về tâm sở, thuộc về danh, thì nó tương ưng với tứ danh quẩn, đúng không? Rồi bất tương ưng với sắc quẩn. Sắc quẩn là màu sắc hay là gì quý vị? Sắc quẩn là hai, là 28 sắc pháp, nào là rupa. Ok rồi, tức là bất tương ưng với sắc quẩn, là bởi vì nó là danh quẩn thì nó bất tương ưng với sắc quẩn về sắc pháp. Rồi xa thú như vậy là chúng ta hôm nay học dứt điểm được cái tâm sở giới phần. Còn bi tùy hỷ và tự quyền tới có thể chúng ta sẽ học, nếu hết được thì càng tốt, còn hết được thì cứ từ từ ha, từ từ đi, không gấp vậy ha. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học được hai phần tâm sở, với phần tiếp theo là chánh nghiệp chánh mạng, tức là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đã xong. Rồi hôm nay chúng ta bước xong này, bước qua cái phần câu hỏi đố vui. Câu hỏi đố vui có thưởng ha. Câu hỏi đố vui. Rồi câu số 1. Câu số 1. Những pháp nào là danh? Những pháp ấy là nhân danh phải chăng? Để ý ở xíu nha. Những pháp nào là danh? Những pháp ấy là nhân danh phải chăng? Những pháp nào là danh? Những pháp ấy là nhân danh phải chăng? Rồi, câu này cũng dễ chứ không khó đâu, mà để ý chút xíu mà thì rồi xin mời quý vị quan nghĩ lên lấy 10 điểm rồi các ha. Rồi xin mời. Dạ thưa thầy, con xin xung phong lãnh hục dịch trước. Theo cái con phân tích ra đó, thì thầy nói những pháp nào là danh, thì cái pháp là danh có nghĩa là trong cái bản niêu này thì nó có danh pháp với lại sắc pháp, tức là mình bỏ 28 cái sắc pháp ra thì còn lại tất cả là danh, có nghĩa là 121 cái tâm và 52 cái tâm sở, thì tất cả cái đó là danh. Rồi còn vế thứ hai, thầy hỏi là những pháp ấy là nhân danh. Nhân á, thì có 6 nhân: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Thì những cái pháp nào, không có phải là những cái tha pháp nào là danh thì những cái pháp đó là nhân danh hết đâu ạ. Tự giống như là ở bên cái pháp đó thì nó là cũng là danh, mà thí dụ như con thấy trong 18 cái tâm vô nhân đó, nó đâu có cái nào mà có nhân tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si. Nội mà con thấy cái đó ra thì nó cũng đủ, không có đúng giống như cái thầy nói rồi. Con không biết con có trả lời chúng không ạ. Con xin xuống mic, con xin kính mời vị khác ạ. Xà thú, xà thú. Nguyên như dạng này giỏi quá rồi. Dạng này giỏi quá. Những pháp nào là danh, tức là dạng tôi danh pháp á, là tâm, tâm sở là danh pháp. Thì những pháp ấy là nhân, tức là nhân, nhân danh, danh, nhân cũng là danh. Nhân cũng nằm trong phần danh. Mà nhân vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si là 6 nhân. Thì những pháp nào là danh, những pháp ấy là nhân danh phải chăng? Thì cũng không, không phải vậy. Nhân danh thôi, mà pháp thì nó có rất là nhiều, tâm, tâm sở rất là nhiều. Thì như vậy là
Câu trả lời đúng ha, 10 điểm xa thử, xa thử. Rồi câu số 2. Câu số 2. Những pháp nào là danh? Những pháp ấy có nhân danh đồng sanh phải chăng? Những pháp nào là danh? Những pháp ấy có nhân danh đồng sanh phải chăng? Rồi, câu này cũng dễ ha, dễ lấy 10 điểm cái một. Rồi, xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa thầy, nếu mà câu 1 đó đã không xảy ra thì câu thứ 2 nó đâu có đồng sanh được đâu thầy. Dạ con không biết con có trả lời chúng hay không. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ thưa, nói rõ ra là khi mà những pháp là danh có nghĩa là vừa tâm sở, giống như ở phía trên, nếu mà những cái pháp đó là danh rồi thì những pháp ấy có nhân danh đồng sanh phải chăng? Nhân danh có nghĩa là cái tham sân si, vô tham vô sân vô si. Dạ nó đã giống, con thí dụ một lần nữa, giống như là cái 18 cái tâm vô nhân thì nó cũng là danh. Thì 18 cái tâm vô nhân nó đâu có những cái tham sân. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ đạo tràng có còn nghe được không ạ? Dạ. Dạ, theo con nghĩ là khi mà những pháp là danh có nghĩa là 121 tâm và 52 cái sở hữu tâm, khi mà nó là những pháp đó là danh thì có nhân danh đồng sanh phải chăng? Có nhân là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Dạ câu đó không trúng ạ. Từ vì con lấy lại một thí dụ nữa, giống như cái 18 cái tâm vô nhân nó đâu có những cái nhân này đâu. Mà có nghĩa là nếu mà nó không có thì nó cũng đâu có những cái nhân tham sân si và vô tham vô sân vô si đồng sanh đâu ạ. Dạ con xin xuống ạ. Xa thấu, xa thấu. Giỏi quá, giỏi quá. Xa thấu, xa thấu. À, chuẩn bị đứng lớp thế được rồi nha. Đứng lớp thế dạ cho đỡ mệt. Rồi. Chúng ta làm câu số 3. Câu số 3 nha, chuẩn bị ghi nha. Sắc có mặt nơi nào thì danh có mặt nơi đó. Hay danh có mặt nơi nào thì sắc có mặt nơi đó. Chấm hỏi. Sắc có mặt nơi nào thì danh có mặt nơi đó. Hay danh có mặt nơi nào thì sắc có mặt nơi đó. Rồi, câu này dễ quá. Nhưng mà mời người khác lên, Kim Nhung lên, Như Quỳnh,
Cho Nguyễn lên thay đổi người cái. Để Nguyễn Như giành điểm hết. Rồi xin mời quý vị. Dạ, Nguyên Thông xin mua tiếng dịch. Câu số 3 hỏi rằng sắc có mặt nơi nào thì danh có mặt nơi đó. Kính thưa sư phụ, là đó là đúng là như vậy, là tại vì đó không có cái danh thì làm sao biết có sắc. Cho nên hễ có sắc là có danh. Còn câu số 2 là danh có mặt nơi nào thì sắc có mặt nơi đó. Thì khi mà danh có mặt, tức là khi mà chúng ta còn thức thì có cái danh, chứ không có ngủ thì danh có mặt nơi nào. Thì khi mà cái danh có mặt nơi nào thì sắc có mặt ở đó nơi đó, thì điều đó con cũng thấy đúng. Thì câu này tất cả đều là đúng hết. Nói là nói vậy chứ không biết là được 100% hay không, nhưng mà theo cái lý luận, cái logic là thấy như vậy. Xin trao mai lại cho giảng sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ thưa thầy, khi mà nói về danh và sắc á, thì mình sẽ chia ra làm cõi ngũ uẩn, cõi tứ uẩn và cõi nhất uẩn. Nếu mà nói sắc có mặt nơi nào và thì danh có mặt nơi đó, hay danh có mặt nơi nào sắc có mặt nơi đó, thì con nghĩ câu hỏi của thầy trúng. Nếu mà mình ở cõi ngũ uẩn thì nó phải dính với nhau, tự nếu không á, thì tự vì danh á, thì phải có là thọ tưởng hành thức lúc nào cũng đi chung với nhau, mà cõi ngũ uẩn á, thì có sắc, thành ra cái câu của thầy nó chỉ trúng với trường hợp của cõi ngũ uẩn mà thôi. Còn ở cõi tứ uẩn á, thì nó sẽ không có sắc uẩn, mà nó chỉ có là thọ tưởng hành thức. Thành ra nó có danh thì nó sẽ không có sắc. Thì câu thứ cái đó là phần cái vế thứ hai, danh có mặt nơi nào thì sắc có mặt nơi đó, không đúng nếu nó là cõi tứ uẩn. Còn cái cõi nhất uẩn á, thì nó chỉ có sắc thôi. Thành ra cái câu của thầy sắc có mặt nơi nào thì danh có mặt nơi đó chỉ đúng với cõi nhất uẩn mà thôi. Dạ con xin xuống mít ạ. Wow, xà hữu, xà hữu. Công nhận giỏi thiệt rồi. 10 điểm luôn. 10 điểm xà hữu, xà hữu. Công nhận học bài kỹ ha, tốt. Quý vị cố gắng đua theo Nguyên Như, để thôi lấy hết điểm luôn. Như giành hết điểm luôn. Rồi, đúng là như vậy. Đó là câu số nãy số mấy qua nè, câu số 3. Câu số 3. Rồi, câu số 4. Câu số 4. Câu số 4. Câu số 4. Sắc là sắc quẩn hay sắc quẩn là sắc? Câu này dễ ha, nó trúng được mới hay đi nha. Sắc là sắc quẩn hay sắc quẩn là sắc? Sắc là sắc quẩn hay sắc quẩn là sắc? À, từ từ nói sắc là đẹp, sắc này, sắc kia, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ. Thì nói sắc là sắc quẩn hay sắc quẩn là sắc? Rồi, mời quý vị lên lấy 10 điểm nha. Thưa sư, kính thưa thầy, sắc là sắc quẩn hay sắc uẩn là sắc? Thì câu này mình phải phân ra sắc, nói là về 28 sắc pháp, còn sắc uẩn là gồm 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Như vậy sắc có trong sắc uẩn, còn sắc uẩn thì bao gồm cả sắc. Tức là sắc 28 sắc pháp thì nó nằm ở trong sắc uẩn, gồm 81 tâm hiệp thế,
52 tâm sở và 28 sắc uẩn. Còn sắc uẩn là sắc uẩn nó bao trùm luôn cả là nó bao trùm luôn 28 sắc pháp. Dạ. Ý con muốn nói là cái câu này mình phải phân ra sắc là 28 sắc pháp, sắc uẩn là 81 tâm hiệp thế cùng 52 sở hữu và 28 sắc pháp, đó là sắc uẩn. Còn sắc thì trong sắc uẩn có sắc, nhưng mà trong sắc thì chưa hoàn toàn là có sắc uẩn. Ý con nói là như vậy đó thưa thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin thầy cho con cái hột vịt. Con tình nguyện nhận hột vịt trưa nay ăn ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa thầy, theo con thì con thấy sắc là sắc uẩn, thì nó rồi con thấy cái nào cũng là sắc uẩn hết. Nếu mà con nói là sắc sinh có phải là sắc uẩn hay không? Dạ phải. Sắc tiếng có phải là sắc uẩn không? Dạ phải. Sắc ý vật có phải là sắc uẩn không? Dạ phải. Tại bây giờ con nói tất cả 128, hoặc là con nói địa có phải là sắc uẩn hay không cũng phải luôn. Nếu mà con nói ra lần lượt nói theo 28 số thì con thấy cái nào cũng là sắc uẩn hết. Còn nếu mà nói sắc uẩn là sắc á, thì phải nói là sắc gì mới được thưa thầy? Tự vì nếu nói vậy á, thì nó không có đúng lắm. Dạ con xin nhường người khác ạ. Dạ, con kính chào các sư và con kính chào thầy và con kính chào đạo tràng. Con xin thử sắc ứng thì con nghĩ là 28 sắc pháp. Còn nếu nói về sắc thì chỉ là những sắc thô, như là những cái sắc mà như là chất chất, như là mình thấy những cái chất thô thôi. Còn nếu mà đó là sắc, còn nếu mà nói về sắc ứng là 28 sắc pháp. Dạ, theo con nghĩ như vậy. Con xin xung kích, cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa thầy, Nguyên Như có thể trả lời là khi mà tự nói về sắc giống như màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng thì con có thể nói nó giống như là một cái phi danh chương chế định, nó chỉ là một cái màu đưa ra thôi thì nó không có mắc mớ gì đến cái thực tính pháp. Nếu mà con trả lời vậy không biết đúng ý của thầy hỏi không hả thưa thầy? Như vậy thì mình lấy cái tục đế với cái chân đế mà mình so sánh với nhau thì nó không có dính với nhau. Nếu mà thầy hỏi cái sắc đó là sắc xanh đỏ tím vàng. Dạ con xin xuống ạ.
Dạ, ý cũng Nguyên Như nói, khi thầy nói sắc là sắc uẩn thì mình hay nói ok, giống như sắc mặt hôm nay của bạn sao mà nó xanh quá vậy, thì cái đó nói là về cái phi danh chân chế định, có nghĩa là một cái từ giống như là cái hoa màu vàng, cái hoa màu xanh, rồi cái bàn này thì nó màu nâu, rồi cái nhà nó màu nó màu ngà ngà màu đất, thì cái đó cũng là sắc, mình cũng gọi là sắc như bình thường, nhưng mà nó chẳng dính dáng gì đến sắc uẩn hết, từ nó chỉ là cái tục đế, nó chỉ là danh chế định của tục đế mà thôi. Thành ra khi mà nếu mà thầy nói như vậy mà thầy gắn vô sắc là sắc uẩn là một cái thực tính pháp thì nó không đúng, hay là sắc uẩn là sắc nó cũng không đúng luôn. Tự vì hồi nãy giờ con cứ tưởng thầy nói là trong một trong những sắc tính đó, nhưng mà nói như theo cái bình thường thông thường của mình á, thì thí dụ như sắc cũng là sắc mặt, cũng là màu sắc, nó có nhiều chữ sắc lắm, tự mình hay dùng chữ Hán Việt á thưa thầy, thì nó chỉ là danh từ tục đế mà thôi, nó chỉ là danh từ chế định, mà nó đúng ra cái đó là phi danh chân chế định thì nó cũng không có dính gì đến cái câu hỏi của thầy ạ. Thành ra nếu mà nói về cái đó thì cả hai sắc là sắc uẩn hay sắc uẩn là sắc đều không phải. Dạ con xin biết ạ. Dạ, cái câu mà sắc là sắc uẩn, nó sắc là rupa, còn sắc uẩn là khanda rupa, cho nên sắc không phải là sắc uẩn. Còn cái sắc uẩn là sắc, mình lấy nói sắc uẩn là có 28 cái sắc, cho nên là sắc uẩn thì là sắc. Đó. Thì con nghĩ là như vậy. Dạ. Dạ thưa sư, à thưa thầy, con xin nói lại, con nhầm, con bị nhầm chi pháp. Dạ sắc uẩn chỉ có 28 sắc pháp, con bị nhầm. Còn sắc, sắc thì cũng giống như Nguyên Như đã phân tích đúng, sắc là gồm bốn sắc. Sắc là sắc, có thể hiểu là sắc theo chế định, hoặc là sắc theo chế định, hoặc là sắc theo sắc cảnh sắc, là có bốn cái sắc, sắc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Thì như vậy nếu mà tính theo chế định thì hai cái đó nó khác nhau, nhưng nếu tính theo là nếu mà là sắc trong sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, tính theo sắc cảnh thì là nó nằm ở trong nhau, sắc nó nằm ở trong sắc uẩn. Và sắc uẩn bao gồm ở sắc, tức là ở đây mình phải phân ra là sắc theo sắc màu sắc theo chế định, và sắc theo sắc sắc cảnh theo chân đế. Dạ thưa con phân tích như vậy ạ. Còn hồi nãy con lấy chi pháp bị sai ạ. Con dạ con xin kính chào đạo tràng. Nếu mà con chưa, nếu mà con không có biết dừng rời khỏi cái mic đó, cứ đá con ra luôn nha, tại vì con nhiều lúc con không biết, con cứ giữ cái mic hoài, con không biết cách. Giờ con xin bổ túc thêm. Cái câu hỏi này của thầy là sắc ứng hay sắc ứng là sắc? Thì con biết á, sắc ứng á, là 28 sắc pháp. Còn nếu mà nói sắc, thì sắc là sắc ứng hay sắc ứng là sắc? Sắc ứng là 28 sắc pháp, còn sắc không phải là sắc ứng. Vì sắc chỉ là, nếu mà nói về tục đế thì nó chỉ là đất, nước, gió và lửa, nó không phải là sắc ứng. Còn nếu mà sắc ứng là nó có 28 sắc pháp. Dạ con xin xuống ạ. Cảm ơn ạ.
Dạ thưa thầy, chánh chánh tâm mới nói là sắc là đất nước gió lửa là tục đế, nhưng mà đất nước gió lửa là chân đế chứ đâu phải tục đế đâu thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Dạ, yeah. Mô Phật, kính chào đạo tràng, sư cũng tham gia, coi thử có được học dịch lộn không? Câu số 4, sắc là sắc uẩn hay sắc uẩn là sắc? Sắc nãy là sắc ở đây là theo suy nghĩ sắc là vật chất, nếu nói về thân thì là đất nước lửa gió, còn cái gì sắc thì nó bao gồm hết. Những cái gì thuộc về vật chất á, còn sắc uẩn ở đây là 28 mà cái gì mới nói đó, thì ở đây mà nói sắc là sắc uẩn là không có đúng, tại vì sắc là cái phần vật chất riêng, nó bao gồm hết tất cả những cái gì mà thuộc về vật chất ha. Rồi sắc uẩn là sắc thì cũng không đúng, tại vì sắc uẩn nó có đất nước lửa gió và 24 duyên thì là 28 sắc uẩn, còn sắc là phần vật chất, cho nên cái câu này nó không hợp lý ạ. Mời sư Ngân Thông, thấy sư Ngân Thông thầy không biết sư Ngân Thông lên có ăn gì không. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ hồi nãy giờ con thấy thầy cho ai cũng 5 điểm hết mà mọi người đều trả lời khác nhau, mà thầy đều cho mỗi người 5 điểm, tức là mỗi người đều đúng hết. Con thấy là con nghi quá thầy. Dạ con xin phân tích ra lại là khi mà cái vế thứ nhất thì sắc là sắc uẩn. Nếu mà khi mà sắc á, mình nói là sắc này là tục đế á, thì nó không phải là sắc uẩn. Tự nhiên một cái là tục đế, một cái chân đế. Cái thứ nhì, khi mà nói sắc là chân đế á, thì nó là sắc uẩn. Là tự vì cái sắc của thầy nói là vừa sắc xanh đỏ tím vàng mà vừa có cái sắc trong 128 sắc, thành ra chỗ này nó hơi nhập với nhau. Thành ra dạ con xin trả lời là khi sắc mà nó là tục đế thì nó không phải là sắc uẩn. Tự nhiên nó chỉ là màu sắc xanh đỏ tím vàng và nó chỉ là cái phi danh chân chế định. Khi mà sắc thầy nói là chân đế á, thì nó là sắc uẩn. Tự vì nó là 128 cái rupa. Còn cái vế thứ nhì, khi mà sắc uẩn mà gọi là sắc á, thì chỉ khi nào á mà cái sắc này nó là chân đế là 128 cái rupa thì cái sắc uẩn nó mới là sắc. Còn khi mà sắc uẩn không phải là sắc, khi mà cái sắc nó là tục đế thì sắc uẩn không phải là sắc. Tức là nó chia làm 4 phần. Dạ thưa thầy, con xin xuống là con không biết con trả lời có được hay không. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ ý con nói là khi mà thầy nói tục đế sau là sắc, tự thầy hỏi sắc là gì, thì cái sắc nó cũng có thể là thầy nói sao hôm nay cái sắc nó xấu quá vậy, thì có nghĩa là cái sắc xanh đỏ tím vàng, cái màu cái mặt của mình nó cũng tái vậy thầy, cũng gọi là sắc vậy thầy. Cái đó là cái con hiểu. Giống như hôm nay sao mặt mày mày tái mét vậy thì nó cũng là cái màu, thì cái màu là tục đế, tự vì cái màu là thầy ấn định ra, chứ làm sao mà con biết cái màu xanh của thầy nói là cái gì. Thì hồi đó giờ mình biết cái màu xanh mặt tái của cái mặt đó, thì mình quy định nha, cái mặt làm sao là xanh, cái mặt thì làm sao. Còn nếu mà thầy nói như vậy á thì cái sắc á là chỉ là cái tục đế hay không, người ta con không hiểu cái ý của thầy nói, cái này là tiếng Việt hay tiếng Tàu thầy. Dạ con xin xuống ạ.
Hello. Hello, xà lũ hả? Vậy mới vui vậy, nói vậy mới vui. Câu thấy dễ mà không dễ không? Thấy dễ mà không dễ. Rồi, boss câu hỏi là lại, boss câu hỏi là lại cho thấy rõ chút xíu. Boss câu hỏi là alo, có nghe không? 1, 2, 3, 4. Alo. Alo. Nghe không ạ? Alo. Nghe hả? Ok. Rồi. Tưởng không nghe chứ. Rồi. Bây giờ cái vế thứ nhất là sắc và sắc quẩn. Sắc á. Sắc cảnh sắc chứ phải là sắc là sắc không? Sắc cảnh sắc là sắc không? Rồi. Sắc y vật chứ phải là sắc không? Sắc vậy giờ sắc cảnh sắc với sắc y vật, sắc lọc là sắc hình, sắc này có phải là sắc quẩn không? Sắc cảnh sắc có phải là sắc quẩn không? Sắc cảnh sắc có phải là sắc quẩn cặc lắc chứ sắc quẩn được. Sắc cảnh sắc thì sao là sắc quẩn được, của mình nó là sao sắc quẩn? Quẩn là khối là nhóm, sắc quẩn sắc cảnh sắc có một rồi sao kêu sắc quẩn được. Nó chỉ nằm đó sắc quẩn thì sao kêu sắc quẩn được. Sắc thinh là sắc thinh chứ sao sắc thinh sắc quẩn được lắc, vì sắc không phải là sắc quẩn. Bây giờ hai bám sắc quá giờ mình nói về sắc mạng quyền có phải là sắc quẩn không, mình nói sắc quẩn thì được lắc, nó là sắc thôi chứ nó không phải là sắc quẩn. Nhưng mà sắc quẩn là sắc thì đúng. Bởi sắc quẩn là nói chung toàn bộ 28 sắc thì nó là sắc, thì đúng, nó thuộc về nhóm sắc pháp thì gọi là sắc quẩn thì là sắc thì đúng. Cái vế thứ hai là đúng, còn vế thứ đầu đặt ra, vế thứ đầu nó bậy đặt lắc. Nắm được cái gì, nắm được hay không? Alo. Được ha, ok, dễ ủi á thầy, tại vì hiểu lộn chi pháp đó. Sắc, mỗi sắc nó có cái riêng đó, kêu sao kêu sắc quẩn được. Quẩn là khói, là nhóm, là một tập hợp, nó kêu là quẩn được. Rồi, vậy là hết giờ, 11 giờ ấy là thôi, rồi, tới đây đúng rồi. Rồi, xin mời do phước báo mình học vi pháp này, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhà cả thái. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tam Bảo Giá, Nam Mô Sát Khả Giá. Rồi, xin mời MC lên hội hướng. Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã dạy cho chúng con những bài học rất là hay và những câu hỏi rất là hay. Dạ, lớp mình có một rổ trứng vịt của thầy để trước rồi, thành ra mình chia ăn đồng chia đủ nha quý vị, mỗi người 2-3 trứng xào chiên nấu đủ thứ ăn trong mùa Covid nha quý vị. Dạ, con bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và chúng con cũng nguyện những cái phần công phước này, con xin kính hồi hướng tới sư trưởng Giác Chánh và tôi hồi hướng tới dì của Châu Nguyễn. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Phô tu sáp bà măng gà lăng rát khăn tu sáp bà đê vô ta sáp bà vô tha nụ phá vê nà sá đa sô thi phá văn tu tê phá vô tu sáp bà măng gà lăng rát khăn tu sáp bà đê vô ta sáp bà đàm ma nụ phá vê nà sá đa sô thi phá văn tu tê phá vô tu sáp bà sáng gà lăng rát khăn tu sáp bà đê vô ta sáp bà sáng khá nụ phá vê nà sá đa sô thi phá văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xin mời quý Như. Xà thụ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để phúc chúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong rung cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na fa wan tu pu chi ta son thin ka ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pa quan tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pa qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni cha ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam pa bu nay cha ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hầm hồ tu á nà gác tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên để chúng ta cùng học với ngài Pháp Thanh vào ngày tối thứ hai cũng như là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Và Nguyên Như xin trân trọng kính tạ chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.